Hello, xin chào mấy em. Và thầy mới vừa mở một cái shop bán nhạc Greenfly nè mấy em ơi. Để cho tất cả các em tích cực quay tay vận may sẽ đến thử vận may với vòng quay kim cương chỉ với 20k. Vì đây là shop của thầy mới mở nên chưa có thành viên, thầy sẽ ưu tiên cho 1000 bạn đầu tiên lập tài khoản trên shop này sẽ được tặng 10k vào tài khoản của mình. Thử vận may với vòng quay kim cương có cơ hội trúng tới 9999 viên kim cương chỉ với 20k. Quá là hấp dẫn luôn. Và còn rất là nhiều vòng quay khác cho tất cả các em khám phá. Nếu bạn nào chưa may mắn ở vòng quay này thì nhớ để lại một like và một subscribe cộng theo comment của các em ở dưới video này. Sau mỗi video thầy sẽ tặng kim cương cho một bạn bất kỳ có lượt like comment nhiều nhất. Các em nhớ ghé shop để ủng hộ cho thầy nha. Chúc tất cả các em may mắn. Và đây là bạn có số like comment nhiều nhất ở video trước và thầy sẽ tặng kim cương cho bạn này. Nếu ai chưa nhận được kim cương thì nhớ để lại một like và một đăng ký cộng thêm comment ID của các em lại dưới video nha. Nỗi sợ của Enderman tập cuối. Sau một ngày vui chơi trên biển thì tất cả mọi người đã trở về khách sạn và tập trung đông đủ ở khách sạn để ăn tối. Trời ơi, em đâu biết em ăn gì mà em đẹp dữ vậy? Em có chơi Facebook, Zalo hay là chơi gì không? Anh là hacker số 1 Việt Nam, là anh xin tự giới thiệu anh là Mai Sương Đen. Ai chơi Facebook này? Con gái vậy mày? Ủa, thầy kêu mình xuống đây ăn tối mà thầy đâu kêu rồi tụi bay cứ như nào là thầy bị bắt cóc hấp gì không? Thầy đâu? Mày biết tính thầy rồi mà, chắc chắn là ông đang cua gái ở đâu đó rồi. Ghê vậy? Thì thầy sinh năm 00, bây giờ thầy mới có 2020 tuổi thôi. Nói chung á là thầy còn rất là trẻ và đẹp trai. Trời ai cũng khen thầy vậy, em thấy đúng không? Thôi thầy ơi, không tin đâu, không tin. Phát hiện thầy rồi nha. Thì ra là thầy không chịu đi ăn tối mà thầy ở đây cua cô nhân viên đúng không? Em sẽ mét cô giáo Thảo. À thế à, mét đi. Không thấy gì nha, tụi bay ơi, thầy kìa. Cái thằng biết mẹ này. Hồi nãy ra ngoài tao thấy thầy đang cua cô nhân viên mà cô nhân viên nói thầy già như trái cà thế cơ. Mấy đứa trật tự coi, bây giờ chúng ta sẽ ăn sáng nha. Ủa lộn, ăn tối nha. Cười gì mà cười dữ vậy hả? Chuyện gì? Lúc nào cũng đeo cái mắt kiếng này tôi mệt quá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn tối tại cái khách sạn 5 sao này gồm có những món như sau nha. Rồi, xin chào cả nhóm nha. Và bây giờ khách sạn 5 sao của chúng tôi sẽ phục vụ buổi ăn tối cho các bạn với những món ăn 5 sao được nấu từ các đầu bếp hàng đầu thế giới. Đây, bên này chúng ta sẽ có những món như sau. Quý khách có quyền lựa chọn và sử dụng món cho đến khi mình no thì thôi. Hình như là còn thiếu ai á ta. Đúng rồi, Enderman đâu, sao nó không xuống đây nó ăn chung với chúng ta? Thằng Enderman hả thầy? Nó buồn cái vụ mà nó sợ nước á, nên nó nằm trên phòng từ sớm tới giờ nó không đi đâu luôn. Thôi, để thầy kêu nó xuống. Enderman ơi, bây giờ em xuống ăn tối cùng với mọi người đi, nằm trên này hoài buồn lắm. Không bơi được thì xuống ăn tối và chơi với mọi người kìa. Dạ, em xuống liền này ơi. Rồi bây giờ đã đầy đủ tất cả các thành viên rồi đó, các em ăn tối nha, nhớ là ăn từ từ thôi. Ơi, mấy cái đứa này thật là mất mặt quá đi. Trời ơi, tại sao mình lại sợ nước như vậy? Một thứ ai cũng làm được mà mình không thể làm được là chạm vào nước. Mình không muốn như vậy. Tội nghiệp Enderman thiệt. Mình cũng không biết cách nào để giúp cho Enderman nữa. Bây giờ mình sẽ quay trở lại thế giới Ender để xem có cách nào thoát khỏi chuyện này không. Và thế là Enderman đã quay trở lại thế giới Ender để tìm cách thoát khỏi chuyện sợ nước. Liệu rằng chuyến đi của Enderman có thành công như mong muốn? Và thầy Henry sẽ làm gì để giúp Enderman đây? Chào mừng tất cả mọi người đã đến với thế giới Ender. Enderman tìm về để hỏi ông mình về chuyện này. Ơi, bao nhiêu ngày quay trở lại cũng té như xưa. Không biết ông mình đang ở đâu nữa. Ok, hình như là bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Hình bóng thân quen này chắc là ông của mình rồi. Hả? Enderman, con quay trở về rồi sao? Con nè. Ông ơi, ông có khỏe không? Con đi lâu như vậy, ông có nhớ con không? Do con bận đi học nên con không có thời gian nhiều về thăm ông. Con xin lỗi ông nha. Bây giờ nhìn thấy ông già yếu hơn xưa, ông có còn đi trộm đất của người ta không? Thằng bé này thật là đáo để đó ha. Bây giờ ông giàu rồi, ông không có còn đi trộm đất của người ta nữa đâu. Cô yên tâm nha. Sao, hôm nay con quay về đây có chuyện gì? Nói cho ông nghe để coi ông có giúp được con hay không. Hôm nay con quay về đây để con hỏi ông một chuyện. Tại sao chúng ta lại sợ nước vậy ông? Sao tất cả mọi người khác đều không sợ nước, riêng chúng ta lại sợ nước? Có cách nào để hết sợ không ông? Chuyện này
đã xảy ra rất là nhiều năm về trước. Không biết tại sao và cũng không biết tại quy luật nào, nhưng chúng ta rất là sợ nước, nên chúng ta tắm bằng niềm tin và uống không khí để sống mỗi ngày. Ý trời đã định, chúng ta không thể cãi lời được đâu. Thật sự là bây giờ không còn cách nào để chúng ta thoát khỏi được những điều đó nữa không? Không lẽ là chúng ta cứ sợ nước hết đời này sang đời khác sao? Thế kỷ 21 rồi mà không tắm. Ê, không phải là hết cách, nhưng mà cách này cũng chết nhanh hơn là chết vì nước nữa đó. Tốt nhất là con nên chấp nhận số phận đi. Chúng ta sợ nước thì chúng ta sợ nước thôi, không thể nào làm khác được đâu con ơi. Hãy làm quen với điều đó, và sau này con của con cũng vậy thôi. Nếu mà bây giờ không còn cách nào nữa thì con đi chết luôn cho rồi. Nhìn bạn bè của con vui chơi với nước, con cũng muốn xuống lắm nhưng mà không bao giờ được. Người ta uống nước ngọt thì con chỉ ngồi nhìn. Thôi được rồi, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, nhưng mà ta không thể nào giúp con được đâu Enderman ơi. Ta chỉ có thể nói cho con biết thôi, còn giúp thì không giúp được. Ở trên ngọn núi kia có một lọ thuốc là bất tử của Ender. Lọ thuốc đó không giúp con không sợ nước nữa, nhưng nó giúp con bất tử, nên con có thể tự do xuống nước mà không sợ chết. Nhưng ông khuyên con đừng bao giờ đến đó, vì ở đó rất là nhiều người canh gác, họ sẽ tiêu diệt những ai đến gần lọ thuốc đó. Dạ con biết rồi ông ơi, nhưng mà vì không muốn sợ nước nữa nên con sẽ làm bất cứ điều gì. Ông ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nếu còn cơ hội con sẽ về thăm được ông. Được rồi, cố lên cháu của ta. Con đi đây. Đây là lọ thuốc bất tử Ender, là một trong những bảo vật quý giá nhất của thế giới Ender, đã được canh giữ và bảo mật ở đây hàng trăm năm qua. Không có bất kỳ ai dám lén phén đến nơi này vì sẽ chuốc lấy cái chết. Không lẽ thứ ông nói là cái này sao ta? Ở đây cũng nhiều năm nhưng mà lần đầu tiên mình nhìn thấy nó. Sao mà nhiều người canh gác dữ vậy trời? Hả? Hình như có ai đó dưới kia. Ai? Là ai? Không lẽ gì mình nhìn nhầm sao? Vô lý, mình đã nghe tiếng nói chuyện ở dưới này mà. Sao không có ai hết trơn vậy? Xin lỗi, nhưng ta không muốn làm điều này. Có kẻ đột nhập, mau tiêu diệt. Đã. Người đến đây để chọn cái chết sao? Không mau quay về trước khi mọi chuyện quá muộn. Không bao giờ, ta muốn lấy lọ thuốc nó đi. Các người hãy mau tránh ra đi, ta lấy lọ thuốc nó đi. Còn không thì đừng có trách ta. Mau tới đây đi. Mau đưa lọ thuốc nó đây. Nhanh lên. Các người đâu rồi? Thả ra. Xuống đi. Thằng nhóc con này cuối cùng vẫn đã bị bắt rồi sao? Ta muốn lọ thuốc, cái thả tao ra đi. Ngươi cũng bản lĩnh lắm. Ta muốn lọ thuốc. Mau im mồm đi. Ta muốn lọ thuốc. Thằng nhóc này thật là to gan, dám mò đến đây để cướp lọ thuốc sao? Chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Theo quy định, giết nó đi. Đã rõ. Số của ngươi hôm nay chỉ tới đây mà thôi. Kết cục này tự do ngươi chuốc lấy đó nha. Dừng tay lại. Herobrine, trứng cút gừng xanh. Hả? Là kẻ nào nữa? Tiêu diệt. Nào, mau đến đây. Đâu, mau đến đây. Các ngươi ỷ đông ăn hiếp yếu sao? Mau tới đây. Còn nữa không? Ra là mày. Xem đây. Ngươi đấm. Giết nó. Ngon nhào vô. Thả ta ra. Ngươi xong phim rồi. Chưa đâu. Vậy thì mau đến đây nào. Ngươi hay lắm. Hãy xem đây. Bự vậy. Ta sẽ đè bẹp ngươi. Chiến đấu tiếp. Hôm nay ta sẽ đè bẹp ngươi dưới chân của ta. Xem đây. Đồ cái thứ bự ăn hiếp nhỏ. Chơi vậy không có công bằng đâu. Thầy ơi, thầy, chạy đi. Cái gì vậy? Enderman. Được rồi, ta chạy đây. Hãy xem đây. Enderman, tỉnh dậy đi Enderman. Em có nghe thầy nói không Enderman ơi? Tỉnh dậy đi, trận chiến đã kết thúc rồi, chúng ta chiến thắng rồi. Thầy Enderman, bây giờ em có thể tắm thoải mái rồi đó. Nhưng nhớ là đừng có bơi ra xa quá nha. Cá mập nó đớp chân cút em đó. Rồi em đi bơi đi. Dạ biết rồi thầy ơi, em đi bơi đây. Yeah, biển ơi, ta tới đây biển ơi. Lần này ta sẽ không sợ nước nữa rồi. Để thử xem nước thế nào. Ui, trời mát quá luôn á. Yeah, sẽ không còn ở dơ nữa rồi. Sau mười mấy năm thì cuối cùng bây giờ mình đã được tắm rồi. Trời ơi, thật là sung sướng quá đi. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn nữa. Cuối cùng thằng Enderman nó cũng không còn sợ nước nữa rồi mọi người ơi. Enderman ơi, thầy tới đây.
Ủa, nó không có sợ nước rồi cuối cùng nó có biết bơi không? Không biết là thằng Enderman nó đâu mất tiêu rồi. Có khi nào nó vừa không sợ nước là nó bị cá mập ăn thịt luôn không? Chắc không có đâu thầy ơi. Vừa ở dưới nước thật là tuyệt vời quá đi. Trời ơi, cá bơi kìa. Lần đầu tiên mình đi đường chim mấy con cá này luôn nè. Trời ơi, mọi người ơi, xuống bơi cùng với mình đi chứ vui quá à. Đúng là không sợ nước, thích thật luôn á. Xuống mọi người ơi, xuống đây đi, xuống đây đi. Được rồi, bơi tới mấy đứa ơi. 1, 2, 3, thầy bơi trước đây. Ê, đi bơi anh em ơi, đi bơi. Tới tao nè, bây giờ tao sẽ nhảy một cách nghệ thuật cho anh em xem. Đi bơi, đi bơi. Để tao. Tao sẽ tuột quần mày dưới nước nè con. Hai thằng mày không bơi, đánh ra cho bơi. Và cảm nghĩ của Enderman như thế nào khi ở dưới nước như vậy? Trời ơi, phê lắm mày ơi, đã lắm mày ơi. Biết bao nhiêu năm nay ta không được bơi rồi. Thầy ơi, khi làm mình ở lại biển này hết mùa hè luôn đi thầy. Rồi thầy đi bán nhà để lấy tiền trả tiền khách sạn hay gì. Nhưng mà em thích bơi quá thầy ơi, đã quá thầy ơi. Trời ơi, sung sướng quá. Enderman ơi, mày biết địch dưới nước không? Mày địch dưới nước nổi bong bóng lên đó con. Ê mấy đứa, mấy đứa nhìn ngoài kia kìa, mấy đứa thấy gì không? Có cái cục gì đen đen nó bơi về phía mình rồi mấy đứa. Còn nói giống trong phim á thì cái này giống như mấy đứa nó đang bơi vô gần phía mình kìa mấy em ơi. Trời ơi, mọi người cũng đâu cần phải lo gì đâu, cái này cũng là bình thường thôi. Mọi người mà sợ là mọi người dính bẫy của thằng zombie rồi đó. Là zombie á thầy. À, là thằng zombie á hả? Thầy cứ tưởng là con cá mập siêu to khủng lồ chứ ai ngờ là zombie. Thầy ơi, thầy ơi. Em đang trong này nè thầy ơi, thầy kêu. Ê, em trời. Gì vậy? Hồi nãy giờ em bơi ở trong này, em đâu bơi ra ngoài làm gì đâu thầy. Trời ơi, mọi người biết zombie lừa hoài vậy. Nói như giả bộ nó bơi ra rồi nó bơi vô đó. Lần này là mình không có mắc bẫy zombie nữa đâu. Trời ơi, đừng có lừa mình. Nghĩ sao ở lần trước mình bị lừa một lần rồi, lần này mình không có sợ đâu. Tiếng gì vậy? Cá mập ơi.